rồi chào chào cộng đồng. Con Maria Nguyễn Thị Nguyễn, 80 tuổi. Với cha giờ con bệnh là Chúa chữa cho con là hết nhức đầu với đau đại tràng là với u cổ. Dạ con ở Mỹ Tho mà con ở trên chừng sâu quá cha. Dạ ở Long Thịnh á. Dạ. Từ Mỹ Tho đến đây bao nhiêu cây số? Dạ con không nhớ rồi. Dạ thưa anh chị em một tràng pháo tay thật lớn tạ ơn Chúa. Một bà cụ là 80 tuổi từ Mỹ Tho đến đây và bị nhức đầu. Đau đại tràng. Biếu cổ mà bây giờ bà đã được Chúa chữa lành hết đau đại tràng, hết biếu cổ, hết nhức đầu. Và hôm nay bà lên chỉ một mục đích duy nhất là làm chứng cho Chúa. Đây xin gửi tặng bà DVD. Đây rồi. Xin cái máy đi chà. Cái này là nhà bà không có đầu máy là bà không coi được. Rồi bà xin cái máy rồi cho bà cái máy. Rồi đây tặng cho bà cái máy. Tặng cho bà làm sao? Cắn rồi sao nó cháy vậy? Rồi vậy bà nói mấy người và giúp bà nhé. Rồi bà đeo chuối này vô nữa. Rồi có chuối chưa? Có chuối rồi. Rồi xin mời bà. Rồi con xin chào cha và cộng đoàn.